Thank you.
em hãy cho anh một ân huệ đi. Chúng ta hãy dành tình thương tất cả hãy cho con. Còn chúng ta hãy sống như đôi chim quy hương trong thời buổi khắc nghiệt. Một con không may bồng bềnh đến biển cả, con còn lại một mình đứng sức gió, vẫn tan tháng ngày ngày gào tỏ trên sông dựng. Nhưng đã từ lâu rồi em, giấc xuân mộng từ lâu cao trong trài tình với chân nay vẫn chiều lạnh lùng. Thank you.
ơn những tràng pháo tay của quý vị đã dành cho nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng và nghệ sĩ Trần Võ trong trích đoạn Tô Ánh Quyền. Kính thưa quý vị, và liên tục chương trình, Hoài Nam sẽ gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, nhạc phẩm được mang tên Bài Ngợi Ca Quê Hương Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.